Chào các em trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học về chat action. Thì các em nắm rõ cho anh là trong chat một framework action được xem như là trái tim, nghĩa là nó sẽ chấp nhận các request gửi đến xử lý các logic nghiệp vụ bên trong này và trả về một cái view tương ứng. Thì trong chat một, action được xem như là trái tim dùng để điều hướng và điều phối vận hành cái framework này. Thì đầu tiên các em hiểu cho anh là chat action dùng để xử lý các request gửi lên từ phía client thông qua controller và từ controller chúng ta chọn một cái action tương ứng thì cái action này sẽ đón nhận các request và cũng như đón nhận các đối tượng chuyển lên sau đó thì xử lý các logic nghiệp vụ trong này và trả về một đối tượng kèm theo đó là một cái view tương ứng trả về và thông qua cần chôn chúng ta sẽ map lại với nhau thì các em hiểu cho anh là action ở đây là nơi xử lý các request nơi xử lý các logic nghiệp vụ có thể kết nối với cơ sở dữ liệu và xử lý tất cả nằm trong action này thì action được xem như là trái tim hay là xem như là cái nơi xử lý mọi cái vấn đề của trong chat 1 Facebook này thì như vào lần trước chúng ta sử dụng action chúng ta tạo một class tương ứng với mỗi request chúng ta có một cái class action đúng không? thì như vậy các em tưởng tượng là nếu một chương trình có hàng trăm request hàng ngàn request chúng ta phải tạo hàng trăm class hàng ngàn class tương ứng để chúng ta có thể xử lý các uh, yêu cầu gửi lên từ phía client lên server nhưng mà vậy sẽ rất mất thời gian thì trong sát một framework cũng định nghĩa cho ta ba loại action chính đấy là forward action dispatch action và mapping dispatch action thì ba loại action này tức là ba cái class tương ứng chúng ta có thể implement hay là extend từ những cái class này để chúng ta có thể viết những cái luồng xử lý logic nghiệp vụ trong cái class của chúng ta một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn chúng ta không phải tạo hàng trăm hàng nghìn class action tương ứng nữa như bài học hello world và chúng ta sẽ sử dụng những cái class này làm class cha chúng ta có thể tạo nhiều hàm hay là nhóm chung lại nhiều cái chức năng xử lý nhiều cái cái request trong một cái class action được thì để cụ thể hơn thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng loại action này thì đầu tiên các em hiểu cho anh để sử dụng các action như chúng ta vừa học ở trên thì chúng ta phải download một cái dependency đấy là chart extra thì chart extra này sẽ hỗ trợ chúng ta về các loại action đã được implement đã được được viết trong cái chart một framework chúng ta phải download cái dependency này về thì đầu tiên chúng ta học về forward action thì forward action đóng vai trò như là một cái chuyển hướng view ở backend anh giả dụ như là như bài học lần trước chúng ta gọi đến đường dẫn là xin chào chúng ta phải vào cái action là user đúng không user action sau đó user action trả về một cái view và view này sẽ trả về cái trang GSP và biên dịch thành HTML trả về phía client thì thay vì vậy đôi lúc chúng ta chỉ cần sâu lên một trang HTML như là xin chào đến với trung tâm Java hay là hello hay là form login bình thường thôi thì chúng ta sử dụng forward action một class đã được định nghĩa sẵn trong một framework và chúng ta có thể extend hay là override lại những cái hàm trong forward action này thậm chí chúng ta cũng không cần khai báo một cái class mới mà chúng ta có thể sử dụng trực tiếp luôn anh giả dụ ở đây chúng ta có một cái action có đường dẫn là gao kham đúng không thì chúng ta sử dụng cái forward action class này để chúng ta trả về một cái trang là gao kham jsp ở backend tức là chuyển hướng sang cái trang gao jsp luôn chúng ta sẽ sâu nội dung của trang gao kham jsp này mà chúng ta không cần gọi đến một cái class action chúng ta phải tạo nữa thì để cụ thể hơn thì anh sẽ cùng em đi vào trong ví dụ các em sẽ hiểu rõ hơn về cái tác dụng của forward action này. Thì đầu tiên các em hiểu cho anh là forward action cũng là một class tương tự như user action này thôi. Thì forward action cũng là một class tương tự như user action. Tuy vậy thì forward action là một class được định nghĩa sẵn trong chat một framework rồi và chúng ta chỉ việc sử dụng. Thì giả dụ ở đây, trong cái bài học lần trước các em thấy là khi anh gọi đến xin chào thì anh muốn chuyển về cái view hello thì anh bắt buộc anh phải tạo một cái user action ở đây và extend từ class action và trong này có hàm execute và anh trả về cái view ở đây là sắp xếp đúng không như vậy thì khi anh tạo một cái đường dẫn khác anh sẽ copy lại cái này anh dụ dụ anh trả về cái trang là gao khăm chẳng hạn đây sẽ là gao khăm đúng không gao khăm thì khi anh gọi đến gao khăm thì anh muốn hiển thị cái nội dung của trang là anh ở dụ trang gao khăm ở đây anh sẽ tạo mới một cái trang jsp là gao khăm như này và đây anh chỉ muốn hiển thị cái nội dung của trang giao Khâm. trong này giả dụ xin chào trung tâm java chẳng hạn như này đúng không bây giờ anh chỉ muốn đơn thuần là khi anh gọi đến cái trang cái đường dẫn là giao Khâm, thì hiển thị cho anh một cái trang giao khăm thì như bài học lần trước chúng ta phải tạo một class mới đây anh phải tạo một cái class mới đây và anh phải override lại cái hàm execute trong cái action class class cha đúng không thì như trong bài học lần ngày hôm nay chúng ta có thể sử dụng một cái gọi là forward action thì forward action này là một cái lát đã được định nghĩa sẵn trong cái chart một framework rồi thì anh chỉ việc sử dụng ở đây thay được các loại thai chúng ta định nghĩa thì anh có thể sử dụng cái forward action này thì forward action này sẽ nằm trong cái bucket thì anh sẽ mở cái này ra anh có cái bucket ở đây anh sẽ copy lại cái bucket này cho nhanh thì anh sẽ dám vào đây thì forward action nằm trong cái bucket này forward này action này thì forward action nằm trong cái package là org.avache.chat.action có chữ S ở đây và chấm forward action thì các em giữ cần trôn các em bấm vào đây các em thấy có dấu gạch dưới như là các em đã gọi đúng class rồi thì ở đây anh sử dụng một class là forward action được định nghĩa sẵn trong chat một framework và các em nhớ cho anh là forward action thì không chấp nhận cái mô đồ nào cả cho vậy anh xóa cái name này đi và cũng như không cần một cái thuộc tính là forward ở đây mà chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính là parameter ở đây parameter và thuộc tính parameter này sẽ trở đến một cái trang view tương ứng luôn thì ở đây anh sẽ chọn trang view là gạch chéo gạo khăm đúng không chấm jsp thì bằng cách fit code như thế này các em thấy là thay vì việc chúng ta phải tạo một cái class ở đây là gạo khăm action chúng ta phải override lại hàm execute tương tự như user action đúng không thì trong cái forward action chúng ta chỉ việc gọi những class này và chúng ta dùng cái cái thuộc tính là parameter ở đây để chọn cái view tương ứng luôn và bất kỳ khi nào người dùng gõ vào cái khăm trên đường dẫn thì nó sẽ chạy về trang giao .jsp này thì anh có thể chạy lại để cảm thấy thì anh sẽ chờ một chút để chương trình khởi chạy và bây giờ giả dụ anh lên đây anh gõ vào giao không trong html đúng không anh enter thì ở đây cảm thấy nó trả về cái trang giao .jsp cho anh là xin chào trung tâm java đúng không thì tương tự ở đây anh giả dụ anh stop server lại các em hoàn toàn có thể thay bất kỳ trang nào cũng được anh giả dụ ở đây là là hello như thế này thì khi anh gọi trên đường dẫn là hello thì nó sẽ mặc định chuyển hướng cái view sang cái file view ở đây chính là cái gelcam.jsp hiển thị nội dung của gelcam.jsp này như vậy các em thấy là tác dụng của forward action là chuyển hướng view ở back end mà chúng ta không phải tạo một cái class action và override lại hàm execute nữa chúng ta không phải tạo như thế này mà chúng ta chỉ việc chuyển hướng trang luôn và các em nhớ cho anh là forward action sẽ không sử dụng model được thì nó chỉ đóng vai trò là chuyển hướng cái view ở back end thôi thì bây giờ giả dụ như chúng ta gõ vào tên bổ rách, nó mặc định nó một trang của chúng ta để chúng ta làm như thế nào? Anh giả dụ mặc định khi chúng ta gõ vào bổ rách ở đây, trong cái file web.xml Chúng ta sẽ khai báo một cái giao khâm file list ở đây đúng không? Trong cái jsp chúng ta học rồi, giao khăm file list ở đây Thì uh, chúng ta sẽ mặc định với một cái file, anh giả dụ là file index.jsp Tuy vậy trong file index.jsp này anh không muốn sử dụng cái file này thì ở đây trong file index.jsp thì anh sẽ dùng cái là jsp.forward anh sẽ forward sang một cái đường dẫn ở đây chính là cái bên này anh sẽ forward anh sẽ gọi đến đường dẫn là hello đúng không ở đây anh sẽ là hello hello.html này tức là anh sẽ chuyển hướng ở backend cái view ở người, phía người dùng thì các em chỉ thấy gọi bằng dẫn như bình thường nhưng mà ở phía server backend thì nó sẽ tự động chuyển hướng cái view này sang cái view gọi đến đường dẫn là hello.html và khi nó chuyển hướng sang cái hello.html thì trong cái chat config này chúng ta dùng forward action để chúng ta chuyển hướng trang đến cái trang ở đây. Thì khi này anh sẽ chạy lại cái project. Và lúc này các em thấy là trên đường dẫn này anh chỉ cần gọi đến cái tên project thôi, cái artifact ID, anh giả dụ anh gọi như thế này, anh enter này. Thì các em thấy nó sẽ chuyển hướng về cái view về cái trang gao khăm.jsp ở đây đúng không? Trong cái file index chúng ta chuyển hướng cái view về cái đường dẫn là hello.html và bởi vì cái đường dẫn này đã trùng với cái đường dẫn ở đây và chúng ta đang dùng forward action do vậy mà nó sẽ hiển thị cái nội dung của trang gaokham.jsp các em nhớ cho anh về cái tác dụng của forward action này chúng ta có thể tạo một trang gaokham tùy theo ý kiến của chúng ta các em có thể tạo một cái action mới được anh giả giúp các em hoàn toàn có thể tạo một cái xin chào ở đây trong cái file index các em hoàn toàn có thể chuyển hướng sang cái xin chào như này .html thì nếu các em để xin chào .html này nó sẽ chuyển hướng nó sẽ chuyển hướng sang cái này sang cái file là hello.jsp cái file view kết hợp với cái model chúng ta sử dụng ở đây là user thì các em hoàn toàn có thể sử dụng như vậy thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục học về các uh, action khác trong chart 1 framework thì chúng ta sẽ tiếp tục học trong những bài học lần tới thì trong bài học lần này các em nhớ cho anh về cái forward action này đóng vai trò trong việc là chuyển hướng các view ở back end thì chúng ta không phải tạo một class action nữa mà chúng ta có thể sử dụng để trỏ một cái view tương ứng luôn và chúng ta không phải tạo một cái class action như thế này thì ở đây anh có thể refresh lại để các em thấy các em thấy là nó sẽ chuyển hướng trang ở đây chúng ta dùng thẻ là JSP forward nó sẽ chuyển hướng trang về cái cần chôn lơ này tôi không xin chào ở đây và nó sử dụng cái user action anh định nghĩa đây kết hợp với mô đồ là user và trả về trang hello thì chúng ta cứ phải khai báo như thế này thì nếu mà đơn giản các em có thể dùng forward action để chúng ta chuyển hướng trang luôn mà nếu nó trang đơn giản không có nội dung động thì các em dùng forward action cho anh thì focus action này cũng là một cách chúng ta hiển thị dữ liệu nhanh chóng. Thì trong bài học tiếp theo chúng ta tiếp tục học vào về một số action khác trong chat một Facebook. Hẹn gặp lại các em.